Anh Em Dũng đây ở anh. đâu? Anh Dũng ở làm ở đâu? Anh nghe rõ em nói Nghe rõ lắm rồi. Anh Dũng là không? sinh năm bao nhiêu? Làm khu vực tỉnh nào? Em 90, em làm bên cũng Long Biên này, Hà Nội này. À, 90 Long Biên, làm công ty gì? À, Đó. anh đang là đầu khách hay đầu chủ? Em đầu khách và cũng đang có hướng làm đội chủ anh ạ. Đầu khách thế thì làm bao nhiêu lâu rồi? Mấy tháng hay mấy năm rồi? Em làm năm nay năm thứ ba. 50 năm thứ ba. Thế thì từ Tết giờ bán được mấy phát rồi? Tết giờ mới được 2 phát rồi anh ạ. Nguyên nhân bây giờ tự mình khám bệnh cho mình trước, lý do tại sao bán được 2 phát. Thì em thấy một phần thì mình thấy mình không được may mắn với có thể một phần là mình cũng chưa chịu khó lắm, cũng đang kiểu hơi lười Lười, lười là lười đăng tin hay là lười làm gì? thì kiểu là mình không 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 tập trung toàn vẹn thời gian để làm ấy anh. Không toàn vẹn thời gian là vì sao? Vì mình đi chơi với gái hay là mình không muốn làm việc? Thì kiểu là làm nhiều lắm cũng 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 chán chán đấy anh, thì vâng thì mình lại không không nhiệt huyết ấy, bằng bằng đợt các cái đợt 1 2 năm trước ấy. Thế thì câu chuyện ở đây là không nhiệt huyết. Bây giờ trường hợp của ông Dũng thì một ngày ông có mấy khách gọi điện đến cho ông? Nếu mà khách gọi thì phải tính tuần anh ạ, tại vì cũng có ngày là 2 3 khách gọi, có ngày không. Một Thì tuần thì ông đi được mấy khách, tính trung bình? một tuần trung bình là em thì dẫn được tầm khoảng 3 4 khách anh ạ. Thế thì ông chết đói là chắc chắn Và đấy rồi. Theo ông thì bệnh của ông là gì? Nghĩ lại xem. thì em nghĩ chắc là mình rất ít khách quá. Vì sao lại ít khách? Ít khách là mình đăng tin kiểu nó chưa ra nhiều khách. Mình đăng tin chưa ra nhiều khách do mình đăng tin ngu hay là mình đăng tin sai chỗ hay là mình đăng ít tin? Nhưng mà em cũng đăng này, em thấy em đăng em cũng đăng tâm huyết đấy, tại vì thường thường là em đăng thì là em phủ cả các cái nhóm trên Facebook và em đăng trên bất động sản.com rồi alo nhà đất ở chợ tốt cũng mất phí vậy. Nhưng mà thật sự là giờ này em thấy cái lượng khách gọi cũng thấy ít ít. Em đang bán loại tầm bao nhiêu tiền? Em bán bình thường là em bán, nói chung là em bán cũng cũng đa dạng phân khúc anh ạ. Ngày trước là em chuyên bán từ 3 đến 6 tỷ. Xong vừa rồi là em bán thêm 9 9 trên dưới 10 tỷ nữa, cho nên là nó phân bổ ra hai hai cái nhóm khách hàng. Đấy thì em vẫn lựa là những cái căn nào mà tốt nhất trong cái tầm phân khúc đó thì em lại đăng bán. 9 đến 10 tỷ thì em bán nhà trong ngõ hay nhà mặt phố? 9 10 tỷ vẫn trong ngõ anh ạ. Nhà hay là đất hay là cứ rẻ là bán? Cứ cứ thấy ngon ngon thì là em bán thôi, căn Đất nào cũng mà đăng mà nhà cũng đăng. vâng đúng rồi anh. Thế thì 3 đến 6 tỷ thì sao? Cũng thế à? Vâng, 3 đến 6 tỷ cũng thế. Tức là khách của em thì sẽ phần lớn là khách mua ở đúng không? Người tiêu dùng là chính đúng không? Vâng, đa phần là khách mua ở anh ạ, còn đầu tư thì cũng có, nhưng mà đầu tư khó chăm và khó chốt đấy anh. Ngày trước em cũng chốt nhiều cái đầu tư trước rồi, nhưng mà giờ này giá cả thị trường nó lên quá rồi, họ toàn chê cao cũng khó khó chốt. Bây giờ cái bài toán đầu tiên là khách của mình ít đúng không? Vâng. Bây giờ khách ít thì mà mình cũng chăm chỉ mình đăng đúng không? Vâng, nhưng mà bình thường là một ngày thì là trung bình em chỉ đăng một tin thôi, còn nếu mà hôm nào nhiệt hơn thì 2 tin hoặc 3 tin là căng thôi anh ạ. Đăng ở đâu? Đấy em đăng lên tất cả cái hội nhóm của quận Long Biên. Ờ, đăng À, Facebook gì? em đăng lên vâng, và em kết hợp với đăng lên bất động sản và alo nhà đất. Đăng bất động sản, đăng tin thường hay tin VIP? Em đăng tin thường thường em chỉ đăng tin thường thôi, còn lâu lâu thì em mới đăng tin VIP bạc thôi. VIP bạc thì bất động Thế thì sản nó rồi mất rồi bút rồi ra từ liền. từ. Thế thì hiện tại đang có mấy tin đang còn còn thời hạn ở trên bất động sản.com.vn? Là ít đâu anh ạ, tầm khoảng 4 tin thôi. Đều tin thường hết à? Vâng, đều tin thường có một Tin tin đấy là là tin bạc. hàng thật hay hàng giả? Hàng nói chung là cũng có tin thật, cũng có tin kiểu là em cũng thay cái ảnh cho nó đẹp đẹp ấy. Vậy Và bỏ qua cái ảnh, cái căn này nó có thật hay là được hàng fake, hàng không có thật? có nghĩa là em đăng tin là em đều nhắm vào những cái căn để mình bán. Vâng, thì có căn có thật và có căn không có thật, em đang cứ cứ lộn lẫn nhau vậy, Thì nhưng mà em vẫn cứ vào cái căn mình bán. vâng bây giờ bài bài kinh nghiệm như này nhá, tóm lại là bây giờ trường hợp của ông Long, ông Dũng là như này. vâng Thứ nhất là ông giải tin ở trên trang hội nhóm ấy. Tôi chưa xem ông tin đăng tin như nào. vâng Câu chuyện là nếu như đã đăng hội nhóm thì ngày nào phải giã. Thấy chưa? Mà không thể giã vâng một tin được. Mẹ ông phải giã 5 7 tỷ căn vào và giã vài chục hàng trăm nhóm vào. Mẹ nó cứ cho bố mày đăng là bố mày đăng thôi, nếu mà Facebook, bởi vì cái trò Facebook ấy đặc thù nó có hàng trăm nhóm đúng không, nên là Vâng. không có nhiều người, họ lên đủ hết các nhóm để họ xem, nên ông phải đăng đủ vài trăm nhóm đấy.
Ừ. nhá. Ông tìm được cách nào để ông đăng được mấy trăm nhóm đấy thì đấy là việc của ông. Nhưng nếu như ông đã chơi Facebook thì ông phải đăng đủ mấy trăm nhóm đấy. Cứ mẹ thằng nào bán đất bán cát Long Biên là bố mẹ xuất hiện ở trên đấy. Vì Vâng. khách hàng nó không nhìn thấy ông thì nó không thể gọi cho ông được. Đúng là đang em thấy cũng cạnh tranh nhiều lắm, tại vì mình đăng xong nhóm nó nhiều, đăng xong người khác đăng nó lại tụt xuống đấy, cho nên là Cái việc một là ông phải đăng sáng, đăng chiều, đăng phải sáng 7 đăng giờ mẹ có con nhân viên của tôi mẹ sáng 5 rưỡi nó dậy nó đăng mẹ rồi. chiều. Được chưa? Sáng Vâng. đăng này, chiều đăng này, mẹ kế cả đang ôm gái đến giờ tôi từ từ để anh đăng xong rồi lại chén tiếp. Nhá. Cứ đến giờ sáng mẹ 8 7 8 giờ dã, chiều 1 2 giờ dã. Vì cái trò đấy tầm đấy nó bắt đầu nó ngồi nó lướt lướt để nó tìm để tí nó đi xem. Ví dụ bây giờ từ 8 giờ nó 7 giờ nó xem nhà để tối một tí qua cái giờ cao điểm 9 giờ đi xem. Thì 7 giờ 8 giờ nó ngồi cà phê ăn sáng nó lướt nó xem rồi. Thì mình lúc đấy tin mình phải có xong mẹ rồi. Chứ cái lúc 10 giờ nó đang đi ở ngoài đường rồi thì mình đang chó nó xem. Hình dung chưa? Nhá. Vâng. Thứ nhất là cái giờ đăng của ông là phải cái giờ đấy. Nếu như ông chơi thì miễn phí. Và ông bán cái loại đại trà. Cái vấn đề một nhá, nếu đăng tin miễn phí thì phải giã giã 1 200 trăm 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 hội nhóm nhá. Được chưa? Hai là gì? Là nếu như mà ông không đăng miễn phí, ông đăng cái loại mà mất tiền thì theo tôi ông vứt mẹ mấy cái căn mà ông bảo là ông định bán đi, bởi vì những cái căn mà ông bảo định bán ấy giá nó không ngon tí nào cả, nghe thì nó không rẻ. Ví dụ như cái 30 mét 5 tầng ở Hồng Tiến chẳng hạn thì ông phải đăng tầm 4 tỷ 6 4 tỷ 7 rồi. Ví dụ thế nó sẽ không ngon. Nhưng mà ông kiếm mẹ cái loại nào là cũng 30 mét nhưng mẹ mặt tiền nó 1 mét 1 chẳng hạn. Nhưng mà giá nó còn chỉ còn 3 tỷ rưỡi đấy. Hoặc 3 tỷ chẳng hạn. Cũng đăng cho tôi cái căn đấy. Thì em vẫn đăng Không, không đăng nào. ảo mà anh. Phải À đăng ý nhà thật. em hiểu anh rồi, có em cũng đăng nhà kiểu Ông đấy giã cho tôi. Và bây giờ như này này. Vì ông lười ông đéo chăn được. Thì ông rồi. phải chơi cái bài lười. Là ông đăng tin VIP bạc ở trên bất động sản. Và đăng tin VIP ở trên Alo nhà đất. Ông giã thôi. Một ông có Vâng. nhiều tiền thì ông đăng một hai căn ba căn, ông ít tiền thì ông một căn, ví dụ một tuần ông mất 500 tiền mà ở bên bất động sản tin VIP bạc. Alo nhà đất một mà tuần ông mất 70.000 đúng không? Đấy thì ông mất 500, gọi là khá là mất 600.000 một tuần đấy, một căn hai căn ông mất 1,2 triệu. Nhưng mà hai căn đấy nhá, theo kinh nghiệm của tôi nhá, bây giờ lại lại cái bài toán sản phẩm này, ông chỉ chọn cho tôi một cái loại sản phẩm thôi, một cầm tiền thôi. Ví dụ như ở cái phường này phường kia ông giã cho tôi hai tin hai cái nơi nó xa xa nhau một tí đúng không, nó gọi căn này gọi căn kia, tức là ví dụ ông đăng cái loại 4 tỷ ông giã tôi hai tin 4 tỷ 4 4 tỷ gì đấy, hai nơi khác nhau. Còn nếu khách nó gọi điện cho ông, ví dụ có 5 khách 7 khách gọi cho ông, vì tin của ông tin VIP bạc mà nó ở trên đầu và người ta sẽ gọi cho ông đấy, còn tin thường mẹ đăng phí tiền nhá. Đúng. Giã tôi phí bạc thôi, ông có hai tin nó gọi cho ông thì loanh quanh nó chỉ mua 4 tỷ thôi, vì vì ông đăng đều hai tin 4 tỷ. Sau đó mẹ ông vứt mẹ cái loại 6 tỷ, vứt mẹ cái loại 9 tỷ đi, ông tìm bằng được cái loại tầm quanh quanh 4 tỷ, tất cả những căn 4 tỷ Long Biên ông tìm hết cho tôi. Vì mẹ 5 tỷ có thể ông đéo biết căn nào, nhưng riêng 4 tỷ thì mẹ đéo thằng môi giới nào biết nhiều căn bằng em. Riêng mẹ mà anh mua 4 tỷ em cho anh đi xem cả buổi em có chục căn luôn, tôi đéo không chốt được. Đấy, thì ngày trước là em làm tập trung phân khúc với anh thì em cũng chốt đều, nhưng mà đợt vừa rồi đây em muốn đổi phân khúc to cho nên là nó hơi bị loãng, nó bị chậm đấy Thế bây giờ anh. cũng em đã bay học rồi, cũng chiêu đấy thì mình có gái để chén, chiêu mới thì không có gái thì lại quay lại chiêu cũ thì còn thế Đấy nào nữa. anh, ngày trước thì cứ cầm chốt xong thì cầm được 30 40 triệu thôi, thì trải nghiệm nhiều rồi thì cũng chán, thì cũng Nếu muốn mà ông cầm chơi nó 4 chậm. tỷ, ông vứt mẹ 4 tỷ, ông nhảy lên 10 tỷ rồi thôi. Tất cả những cái loại nhà tầm 10, 11 tỷ, 11 tỷ. Ví dụ như ông trong nhà trong ngõ nhá, 10 tỷ nhá, ông phải chuyên cho tôi. Một là ông chơi cái căn gọi là 6, 7 tầng, ô tô vào. Hai là ông chỉ chuyên đất thì mẹ riêng đất Long Biên tầm mấy cái mảnh 100 200 mét thì mẹ gặp em này, rồi anh đéo thằng nào qua là em, riêng anh muốn đầu tư mà muốn mua đất Long Biên nhá, nhá tầm 100 200 mét gặp em Dũng em cho anh đi xem đến 30 mảnh, anh mẹ thích mua mảnh nào thì mua. Và tin của ông chỉ có một tin hai tin thôi, chỉ có đất thôi, nhà thì cút mẹ đi đéo bán vì em là bố đời đất Long Biên. Hai là ông bảo là mẹ em chuyên cái nhà cái căn cái tòa mẹ thang máy trong Long Biên, đất đéo thèm quan tâm, tức là ông phải làm chùm trong một cái loại sản phẩm nào đó. Bởi vì cái thời đại ngày nay này môi giới nó đông như quân nguyên ấy, và cái gì ông cũng mờ nhạt thì ông không thể cạnh tranh được, hình dung chưa? Mẹ mình là một con này đến 10 thằng tán thì mẹ mình không có tài riêng của mình, hỏi cái gì đá bóng thì anh cũng không biết, thì rồi thì mẹ bóng rổ anh không chơi, cầu lông anh cũng mẹ chỉ vụt vớ vẩn,
chạy thì anh chạy được 200 mét, không có cái gì đặc sắc cả, mình không thể cạnh tranh được. Trong cái thời đại môi giới nhiều như Quân Nguyên này, cạnh tranh nhau khủng khiếp này nhỉ, thì ông phải là chọn đúng một loại sản phẩm. Ông làm bố đời thôi, không ai được qua mặt ông trong cái loại đấy, thì ông mới có cửa chiến thắng trong vấn đề. Chứ bây giờ mẹ hỏi 10 tỷ em có đất không, em có 2-3 mảnh đi xem lắc đầu, xong lại quay sang là kiếm cho anh cái nhà 3 tầng 5 tầng 30 35 mét gì đấy, em chỉ có 1-2 mảnh thôi, toàn nhà thợ đắt bỏ mẹ ra thì bán tiếp đéo đâu. Xong lại kiếm cho anh cái nhà là tầm 6 tỷ mà gần ngõ, dắt cho anh được 2 mảnh, mảnh thì đường đâm, mảnh thì thóc hậu, đéo mua không được đấy. Em thì em cũng kiểu là trong quận Long Biên nhưng mà em cũng không muốn bán cả quận, kiểu là nhiều khi đi nó cũng xa rồi hẹn hò khách các kiểu ấy, thì em cũng tập trung bán mấy quận chỗ gần mình ở thôi, mấy phường chỗ gần mình ở ấy, như ví dụ như phường Thạch Bàn, Bồ Đề, Long Biên ấy, kiểu ba phường là em chuyên bán ba phường sát nhau, nhưng mà thực sự là nguồn cũng không nhiều anh ạ. Theo anh thì em làm tập trung chuyên một cái loại sản phẩm thôi, và quận cảm như vậy thì nó hàng ít thì em sẽ phải mở rộng ra, có thể sang bên xuống cái đằng khu đô thị Việt Hưng cũng phải mò xuống đấy, xuống cái Đấy. đằng cái gì gì đại khái không rõ Long Biên lắm, nhưng mà em phải gần như em phải phủ hết đấy, quanh Long Biên em phủ hết. Nhưng mà đại khái là anh cứ muốn mua những cái mảnh mảnh đấy gặp em là em có hết. Ví dụ như cái bố là muốn bổ phân lô chẳng hạn 200 m 300 m mà đường ô tô gặp em là em có hết. Anh thích cái loại là ngõ nhỏ ngõ to, mặt tiền to bé căn góc cái kiểu gì em có, sắp cho anh tầm chục mảnh. Mình định vị mình chỉ một thứ thì mình mẹ mẹ thắng luôn, mình gặp đúng cái khách đấy là mình thắng, mà tìm được khách đấy rất là dễ. Mẹ ông cứ treo cho tôi cái loại mà đường đâm với cạnh đấy có mấy cái mộ ấy, thì mẹ ông đăng lên thì mẹ rẻ bèo khách nó gọi cho ông đầy, nó gọi Có ông em đầy. cũng hay đăng cái kiểu cái tin đăng kiểu vậy mà gọi là đăng đăng xấu bán đẹp ấy, Thì đăng nhà tôi biết xấu biết đăng bán rồi đúng không? Vấn đề câu chuyện là cái con vấn đề thứ hai nữa là ông tập trung vào một một loại thôi. Được chưa? Bây giờ vâng. khách nó gọi 6 tỷ, khách gọi 10 tỷ, khách gọi 20 tỷ, ông đéo chăm được vì hàng của ông kệ đéo có. Nhưng ông việc của bố phải đéo phải nghĩ đến đăng tin nữa, vì tin đến bố phải giao vip bạc rồi. Là cả một ngày một tuần là bố đăng xong là bố không phải nghĩ đến đăng tin nữa. Và cái một tuần đấy là ông chỉ đi tìm hàng thôi. Nhá. Hỏi tất cả các đằng đầu chủ và anh ấy có cái mảnh nào 9 tỷ, hoặc là ví dụ ông tôi ví dụ ông bán cái căn gọi là cái building tòa nhà đi. Hỏi mẹ 10 20 thằng cái đầu chủ ở trong công ty ông đi. Mẹ kiểu đéo chẳng ra được tầm chục 20 cái building ngon. Bình thường những căn mà mình tìm là mình gõ trên app ấy anh, xong mình tìm tiêu chí là nó cũng ra hết, hiện trên app hết mà. Thứ nhất là trên app, vấn đề là app là một việc, nhưng phải gọi đầu chủ với nhiều thằng đầu chủ, nó hàng nó không lên được vì chủ nó đeo ký, nó chỉ cho 1-2% thôi, nó không ký được thì nó lại bán ngoài chứ làm sao nữa, đúng không? Đấy, nhiều thằng là ví dụ như là nhiều tình huống đại khái là ông phải tìm mọi cách. Nhưng mà lúc đấy cái nguồn lực, bây giờ đời môi giới nó thằng nào ngu ấy thì phải mất hai nguồn lực, nguồn lực thứ nhất là đi tìm khách hàng, nguồn lực thứ hai là đi tìm nguồn hàng. Nhưng bây giờ mình không tốn nguồn lực để tìm khách nữa, mà bây giờ mình chỉ tốn nguồn lực để tìm hàng đẹp thôi, đúng không? Thế bây giờ nữa mình làm chơi cái trò là mình chơi với những thằng chuyên có cái tòa đẹp đấy, mình chơi với tầm 10 thằng đầu chủ trăm ấy. Cái loại đầu chủ mà mẹ một tháng được 1-2 căn thì cút mẹ đéo chơi mấy thằng đấy, năm năm căn như cái thằng Long Thành kia là tao đéo chơi rồi nhá, mẹ cút nhá. Mẹ đầu chủ nào ấy một tháng nó phải ký tầm chục căn, 20-30 căn đấy thì mà may ra mình mới chơi, và chơi với những thằng đầu chủ đấy nó rất nhiều hàng, nó mách cho mình, hiểu đúng không? Hàng ngày cập nhật anh ơi có tòa nhà nào chưa, hôm nay hỏi anh có cái tòa nhà nào không tầm 150 mét 7 tầng thang máy có không, không có em ạ. 2 hôm sau lại hỏi anh ấy có hàng chưa, mẹ mình nó đéo có, mình dục đít nó lại đi tìm cho mình, thì đúng không? Có đi mẹ khách thằng Dũng cái máu thế nhỉ, mẹ lại đi tìm ở đây, xong ngày đến ngày thứ tư và Dũng ơi đây có đây, mẹ hàng đẹp mẹ hàng nét đây cho khách vào thịt đi. Chung em thì khách chăm thì cũng có khá khá để chăm, nhưng mà công nhận là để mà nguồn nguồn ngon là gọi là hiếm. Nó không hiếm, hiếm tại vì sao, vì mẹ ông tìm nhiều loại quá cho nó thành hiếm. Nếu mà tập trung một nguồn lực ông tìm một loại thôi thì nó đầy. Vì nguồn thường thường thì trên app thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi anh, thì nó cũng không có. Thế thì vấn đề câu chuyện là app, vấn đề ông có tìm được chuẩn không? Tìm trên app tôi không biết app. Ông... Vâng. Mai mốt tôi chuẩn bị tôi vào Thiên Khôi nốt rồi. Tôi vào One Housing rồi, tôi vào Tuấn 123 rồi. Mai mốt mẹ tôi vào Thiên Khôi tôi xem cái app nó như nào thì tôi có cái tôi chém gió. Mẹ app thằng ngu lắm. App thằng cũng tạm tạm được nhưng nó vẫn ngu nhá. Đấy. Thực ra đấy tôi nói thật các ông nhá, không có cái nào tìm sướng bằng cái Evernote tôi giới thiệu các ông đâu, vì Không, mà cái Evernote app đây em thấy cũng thông minh mà, cũng ừ. tìm cũng dễ Thôi mà. nói chung là tùy dùng cái nào cũng được, miễn là bây giờ như này này, thôi là một việc, nhưng mà mình phải tự xây cái kho cho mình có bao nhiêu căn ở ghi hết vào trong Evernote ấy nhá, bởi vì nhiều khi mình tìm nó không ra hoặc là mình quên mình thay tiêu chí phát nó lại mất mẹ đi, thì chính mình phải tự tạo cái app cho riêng mình.
lưu trữ vào trong Evernote của mình nhá, cho vào Evernote của mình. Bây giờ ví dụ tôi nói ông làm 3 tháng nhá, cái danh sách những cái căn, ví dụ tôi ví dụ ông đang bán cái tòa building đi, danh sách của ông nó phải đến 5-70 căn. Ông làm 3 tháng cho tôi khẳng định với ông là không được 5-70 căn, nhưng mà cũng phải được 30-40 căn mà ông chào khách. Mẹ chạy thì đéo được, khách mua tòa nhà nhà 10 tỷ mà ông có đến 30 căn ông chào thì mẹ kiểu đéo là thích đến 1-2 căn, chạy vào mắt. Đấy thì thời gian vừa rồi ấy, thì là em cũng đang định hướng lên làm đồ chủ ấy, thì cho nên em đang muốn có câu hỏi hỏi anh là anh được chia sẻ xem có những cái cách nào để kiếm được nhiều nguồn hàng ấy, cũng có những cái cách nào để anh chia sẻ cụ thể một chút cho em nghe. Nhiều cách, nhưng mà thôi kìa, ông làm đồ chủ thì tôi mới nói, ông chưa làm tôi không nói. Rồi bây giờ nào, tóm lại trường hợp của ông Dũng nhá, Vâng. thực ra ấy, ở đây cũng chia sẻ với các đồng chí là cái mô hình làm việc của mình mới là quan trọng, cái mô hình tổ chức công việc của mình mới là yếu tố quyết định là mình thắng hay thua. Ví dụ như ông Dũng, mô hình làm việc của ông ấy sai, nên ông có chăm nữa thì chăm thì mà hiệu quả nó vẫn thấp. Tức là sao? Vì ông bán loạn xị lên, thế thì nó nhiều bụng bán, nên ông không thể cạnh tranh được. Ông có giỏi đến đâu thì giỏi, mẹ ở đấy có 10 con cá mà 10 cái cần nó thả xuống, thì ông có câu giỏi thì ông chỉ có 2 con thôi, ý đúng không nhá? Thế thì đây là câu chuyện là ông không dùng cần mà ông dùng cái vợt, ông vợt một phát mất thì mẹ nó là khác. Cái thằng câu mẹ chỉ được 1 con, nhưng bố mày dùng vợt, bố vợt phát thì được cấp. Thì cứ như vậy là cái nghề môi giới này cũng vậy. Thì thay vì ông cạnh tranh với nhau thì ông phải tập trung vào một mũi nhọn, ông vợt tất cả những cái loại khách đấy là ông vợt hết rồi. Vì cái thằng, tôi ví dụ nhá, tôi chỉ ví dụ thôi, ví dụ cái thằng mà đi mua tòa nhà đấy, hiện tại trên thị trường có 5 thằng hoặc 10 thằng đi mua tòa nhà, ông treo tin viết cho tôi thì kiểu gì 5 thằng 10 thằng thì nó sẽ đều gọi cho ông. 10 thằng đi mua thì tầm phải ít phải 6-7 thằng nó nhìn thấy ông, nó gọi cho ông nhá. 6-7 thằng đi mua tòa nhà mà ông lại chuyên đi tìm tòa nhà, trong danh sách của ông lại có tầm 30 cái tòa nhà, ông lùa 6-7 thằng đấy thì tại sao mà không chết được, làm sao mà không bán được. Chứ bây giờ mình không Đấy thể, thì ngày ngày trước em cũng chuyên phân khúc kiểu vậy mà, nhưng mà kiểu là bán nhiều một loại phân khúc cũng chán đấy anh, cho nên là cũng kiểu cũng muốn nâng cấp dần lên đấy anh, hay ông kiểu nâng cấp giá tiền lên. Bây giờ chơi mẹ mặt phố Long Biên đi, em là bố đời mặt phố Long Biên này, mẹ vậy riêng mặt anh cứ hỏi Long Biên phố nào em biết hết, mẹ phố nào được một vậy chiều, phố nào cầm đỗ ô tô, phố nào mà bán phở được, phố nào bán trâu giật được, mẹ phố nào karaoke gặp em. đấy, cho nên là em thấy mình đang bán chuyên một phân khúc mà mình thay đổi là coi như mình làm lại từ đầu ấy. Thôi như vậy ông Dũng là ông cũng vỡ vỡ rồi đúng không? Chứ ông Dũng này ông là người thông minh đấy nhá. Chẳng qua ông ấy bị bệnh tham, bệnh gọi là FOMO ấy. Đấy. Giống như mấy anh đi mua vàng ấy, mẹ thấy vàng lên nên sợ mất giá nên cứ đâm đầu đi mua ấy, cùng mẹ bị ôm 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 trái đắng ấy. Thì ông Dũng này trong tình huống như vậy thì chắc là cũng không rút ra bài học rồi. Thế chúc ông Dũng là sáng tháng là bán được 2-3 căn nhỉ. Ok anh, cảm ơn anh.